Hi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duyên Khả em ơi. Và ngày hôm nay thì sau một hơn một tuần khoảng là 10 ngày á, thì bạn tiếp tục thu được 10 cuốn lỡ 3 bí kíp. Đó. Ngày hôm nay coi thử khui được ra cái cuốn bí kíp nào anh em cần, bạn cần không nha anh em. Ví dụ như ở ngoài bán giá 2 kim thì bạn sẽ đỡ cho anh em 700 xu hoặc là 1 kim gì đó thôi. Nói chung là rẻ hơn giá thị trường 1/2 nha anh em. Đó. Ok, bây giờ khui đây. Rồi, bây giờ Khả sẽ khui nha anh em. Đây là Hoa Sơn cảnh kỹ chưa. Tiếp tục là bắt tiếp theo mình khui lỡ bay với kiếp của bang nha năm, 10 cuốn nha năm. Tầm này lỡ bay với kiếp thiệt sự cũng không còn giá bao nhiêu cả. Chỉ những thực sự bang cần lên 120 cho thiên nhẫn hay là gió đan á thì anh em mới mua thôi. Chứ còn thiệt sự cũng đầy đủ ạc rồi, cũng chả ai mua luôn nè. Ở bên ngoài bán có vài trăm xu một cuốn thôi nè. Khoảng 300 xu một cuốn thôi mọi người. Ok, giờ khui nha năm. Xem được có cuốn nào lợi hại, cũng cuốn nào hiếm không nha anh em. Ui. Ui. Phi tiêu cửu cung. Cửu cung nè. Một cuốn nè. Đường bom bom. Đường bom bom. Ngũ độc trưởng. Ngạo tiết tiên phong con lông đao. Ý. Ê, tiếp tục ngũ độc trưởng nữa. Ôi, hai cuốn ngũ độc trưởng luôn à. Vãi đạo Thiên Vương Trì Pháp. Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh. À, có hai Nhiếp Hồn nè. Lưu Tinh Đa Pháp. Ngũ độc Đa Pháp. Đồ, một bộ năm độc luôn em ơi. Vãi trưởng. Một bộ năm độc luôn. Ngũ độc đào. Ngũ độc bùa. Một bộ năm độc lên 120. Vãi chướng, một bộ năm độc anh em ơi. Chạy vãi thiệt. Bộ năm độc. À, Lưu Tinh Đao Pháp, Nhập Hộ. Hết máu rồi, hết máu rồi, đéo đánh thức. Đường môn, xém đường bộ luôn. Đường môn thiếu bảo vũ nữa. Thôi, toàn rác anh em ơi. Bí kiếp thiên trì á. Không anh ơi, làm có bí kiếp thiên trì vãi đạn. Một bí kíp tịch tà kiếm phổ. À, em cần bí kíp nghe bí kíp mà. Hôm nay chỉ mở không ra rồi. Khăn này. Có con lông đao. Lưu Tinh Đao Pháp. Rồi phun bộ nam độc. Thiên Vương Trì Pháp. Ông nhân rưỡi cố đó. Ok. Đường môn xếm đủ một bộ nè. Đường môn thiếu bảo vũ nó đủ một bộ nè. Cửu cung. Bom. Nhấp hồ. Nhỏ. Hôm nay đại ngày chán chưa. Thôi ok nè. Toàn rác không ạ. Anh em cần những cái cuốn này thì cần liên hệ nha nè. Mấy cuốn này anh em cần lên ạch nào thì cứ nói nha nè. Ừ, anh đang mở 40 cuốn hả? Ít đâu. Đúng rồi, nghĩ rồi. Bây giờ rảnh rảnh này làm kèo solo 22 tí nó buồn nhỉ, làm kèo kim 2 kim. Ok anh em ơi, và phải giờ rồi thì tính ra mở thì không có cuốn nào hiếm anh em ơi. Chỉ có, thực sự có, chỉ có cuốn Nhíp Hồn của Đường Môn này. Nhíp Hồn Đường Môn này là cụ dạng cuốn hiếm anh em, cuốn hiếm của Đường Môn đó mọi người. Nhưng mà tầm này Đường Môn cũng đã đủ 120 hết rồi á. Nên là khả nghĩ nó cũng không ăn thua rồi. Đâu, chỉ có một Nhíp Hồn rồi nè. Rồi, trong là 10 cuốn thì Khải cảm giác là thực sự là không có cuốn nào hiếm nha nè. Ngũ độc thì cũng full bộ này. Trưởng này. Nè, trưởng này. Bùa này. Đao này, full bộ này. Nhưng mà thực sự năm độc tầm này cũng không ai chơi nữa nè. Nên năm ra kiểu nó cũng không anh em nào cần. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video nha. Đừng quên để lại cho Khải một like, một chia sẻ, ủng hộ chơi. Và nhớ nhấn nút đăng ký nha nè, ủng hộ nha nè. Cũng như là có thể xem những video ngắn như thế này á, Khải úp vào lúc 11 giờ 15 phút buổi trưa nha. Nếu như anh em nào đang xem like mà xem rồi á mọi người thì ghé cho Khải một cái like ủng hộ chơi cái video mới nha. Cũng như là ủng hộ tinh thần nha mọi người. Không có gì hết. Rồi đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha.